chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Mùa Hè Trong Em. Mình là MC Hồng Phúc, mình năm nay 11 tuổi, mình học ở trường Nguyễn Siêu. Mình có sở thích là được chơi bóng rổ và mình không thích có nhiều bài tập về nhà. Mùa hè năm nay mình đã được đi rất nhiều nơi như Đà Nẵng này, Vịnh Hạ Long này. Nhưng nơi mình thích đi nhất là FLC Thanh Hóa. Ở đó mình được ăn hải sản rất ngon và còn được tắm biển Sầm Sơn nữa. Biển Sầm Sơn có sóng rất mạnh, có những cơn sóng còn cao hơn cả đầu của em tôi nữa. Chuyến đi đó rất thú vị và trong năm học tới tôi sẽ cố gắng học thật tốt để có thể được đi nhiều nơi hơn vào mùa hè năm sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.